Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Audio. Trở lại kênh của em hôm nay thì có về thêm cho các bác một cái chiếc đầu giải mã các bác nhá. Đầu giải mã thì trong cái năm vừa rồi thì rất là nhiều bác đã tiếp cận cũng như là sử dụng những đầu giải mã như thế này để cho một cái bộ dàn là mình nghe được nhạc số nó hay hơn và nghe được đa dạng các nguồn nhạc vào hơn. Hôm nay em về cho các bác một chiếc đầu của hãng Denon có tên là Helling HS2. Sản phẩm này sản phẩm mà có mới full box và có giá sẽ là 7 triệu rưỡi các bác, 7 triệu rưỡi cho các bác. Và bây giờ sẽ mở hộp cho các bác xem luôn cái chiếc đầu giải mã Helling HS2 này để các bác trải nghiệm cũng như là sử dụng nó, và em sẽ test cho các bác luôn cái cách sử dụng nó rất là dễ dàng. Helling HS2 thì nó cơ bản là một cái đầu đa di năng, có rất là nhiều tính năng và có thể sử dụng ổ cứng lên tới 2T các bác nhá, sử dụng ổ cứng rất là mạnh mẽ. Con này có thể kết nối cả wifi nữa, nó rất là nhỏ gọn thôi, chỉ bằng bàn tay thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là nó sẽ sử dụng tất cả mọi thứ điều khiển ở trên app hết. Các bác chỉ cần vào một cái app heo của nó. Đây, khi các bác mở ra thấy một cái app heo này, hướng dẫn sử dụng heo này. Đấy, chỉ cần sử dụng cái app này và kết nối sẽ điều khiển được tất cả mọi thứ. Bây giờ em sẽ bóc hộp và review cho các bác luôn. Cái này rất nhỏ gọn, phụ kiện nó sẽ không có điều khiển các bác, nó dùng tất cả trên app, do đó chỉ có một dây nguồn thôi. Một dây nguồn này và một cái vài cái sợi AV kết nối như thế này. Đấy, sợi AV kết nối này, sợi 3.5, dây mạng như thế này, kết nối như thế này để chúng ta sử dụng. Ok, đây em sẽ review cho bác xem luôn cái đầu giải mã này. Một cái hình thức khá là nhỏ gọn, chỉ khoảng hơn 2 cân một chút thôi. Có một cái thương hiệu Denon ở giữa. Con này có thể kết nối được wifi các bác nhá, kết nối wifi. Và chúng ta có thể sử dụng những kết nối như sau. Một là các bác có thể kết nối được dây mạng cho nó này, USB này các bác đọc nhạc DSD. Ngoài ra các bác có thể sử dụng ổ cứng để chúng ta sử dụng ở đây, hoặc USB đều được. Một đường optical in để các bác nối từ Smart TV xuống sẽ giải mã tín hiệu qua đường này. Và một đường optical out để các bác nối xuống những đầu âm ly khác mà có tín hiệu optical. Và một đường coaxial, out các bác, coaxial out. Và một đường IR out để kết nối sang máy tính. Đó, ở đây là cái biểu tượng logo Bluetooth, các bác ấn nút này để chúng ta kết nối Bluetooth cho nó. Và đường kết nối xuống âm ly sẽ là đường pre-out này, thường sẽ các bác giải mã qua đường pre-out này để xuống âm ly. Và ở đây đường line in, thì các bác có thể cắm những đầu CD hay một số cái đầu phono đĩa thay, đầu CD hay một số cái đầu ngoại vi khác vào. Đấy, AUX để các bác cắm máy tính này, đơn giản rất là dễ dùng. Ngoài ra con này có hỗ trợ thêm một đường subwoofer để các bác chơi thêm loa sub nếu như các bác cảm thấy cái giải trầm của mình nó chưa đủ, các bác có thể nối thêm một loa sub ở đây. Đây là đường dành cho những đường loa sub điện các bác nhá, dành cho loa sub điện. Đấy, thì dùng rất là dễ dàng thôi. Và một lát nữa thì em sẽ kết nối cho các bác ngay bây giờ đây, và em sẽ vào cái điều khiển trên app để em sử dụng rồi em hướng dẫn các bác sử dụng trên app trên điện thoại như thế nào, và chúng ta trải nghiệm nó trên không gian của smartphone nó như thế nào các bác nhé. Ok, và tiếp đây thì em sẽ hướng dẫn các bác cách kết nối cái chiếc đầu giải mã. Nó cơ bản thì về các bạn kết nối chiếc đầu Helling thì nó cũng giống tất cả các đầu giải mã khác thôi. Đầu tiên là các bác sẽ phải kết nối cho em cái dây nguồn cho nó này. Nếu mà điện 100V thì các bác cắm điện 100V, còn điện 220V 30V thì các bác cắm điện Việt Nam bình thường. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái dây AV như này để các bác nối xuống âm ly. Em đã nối đường qua đường CD xuống âm ly phía bên dưới. Dây AV này các bác nối từ trên cái đầu giải mã qua đường pre-out xuống âm ly các bác nhé. Đấy, và như cái chiếc này thì em đã cắm sẵn USB rồi, các bác cắm ổ cứng vào đây cũng được. Và ở đây thì cắm theo thêm dây mạng. Thì bây giờ con này nó có kết nối wifi, em sẽ hướng dẫn các bác cách kết nối dây mạng cho nó. Đầu tiên các bác tải giúp em cái app heo nhé, app heo về. Đây, app heo nó sẽ như nào. App heo ở trên điện thoại này, nó có cái ký tự heo là nó, đây, cái ký tự heo này. Các bác vào App Store hay vào trên cái CH Play các bác tải vậy. Các bác vào đây giúp em, và nó sẽ hiển thị như thế này. Sau đó các bác vào cái biểu tượng bánh răng này, các bác chọn cái My Device. Xin lỗi các bác, chọn cái My Device đúng không? My device. Rồi, các bác chọn Helling cho em. Helling, đấy. Ở đây thì các bác nhìn nó rất là nhiều cá nhân là tên là Helling rồi, Network EQ vân vân và vân vân. Các bác chọn cái Network này. Chọn Network, đấy. Bây giờ nó sẽ hiển thị ra cái mật khẩu, cái wifi của nhà em. Các bác kết nối wifi và các bác rút dây mạng ra. Đây. Đó, sau đó các bác nhập mật khẩu wifi vào. Em nhập các bác. Rồi, kết nối vào sau đó rút dây mạng ra. Đây, rút dây mạng rồi, ok. Sau đó các bác next này, next nó là nó sẽ kết nối luôn vào app.
rồi mình sẽ dùng bình thường. Rất dễ thôi ạ. Chờ nó kết nối với wifi xong rồi bình thường. Ok, như vậy là cái cột đầu Heilin đã kết nối được wifi. Bây giờ em sẽ chuyển lại phía trước để các bác nhìn rõ hơn. Đây, bây giờ các bác sẽ vào trong cái app này, các bác kết nối sử dụng cái phần mềm này. Bây giờ em sẽ phát nhạc từ USB, em sẽ chọn USB vào. Đấy, chọn USB, chọn bài hát bất kỳ. Giả sử như em chọn bài hát của cô Hà Eric Phương đi. Đây, đấy, rất là dễ dùng ạ. Hoặc là chọn một bài của Bằng Kiều. Đó, rất là dễ dùng. Nó sẽ hiển thị cả cái BM Boom luôn. Bản quyền thuộc Trung tâm Thúy Nga. Đấy, cho anh nhìn nhé. Rất là đẹp và rất là dễ dùng. Đó. Thì cái chiếc đầu giải mã này nó có thể kết nối rất nhiều đồ vào, như là từ TV này, USB, hay là thậm chí là qua Bluetooth, hay là qua app và qua Spotify, rất là nhiều. Mà giá chỉ có 7,5 triệu các bác, chỉ 7,5 triệu thôi. Sau đó là em thực sự đây là chiếc đầu giải mã rất là đáng chơi cho các bác, phù hợp với túi tiền và rất là hay. Mình có thể cho to nhỏ trên đây cũng được. Đó, cho to nhỏ trên cái app luôn, rất là dễ dùng các bác. Ok, và ngay bây giờ mời các bác lắng nghe cái chất âm đến từ đền đồng Heilin HS2. Mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rụng rơi nàng vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hóa nhạc màu ấy quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nỗi đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân đi.